Chào cô chú anh chị nha, em vừa về con máy phát cỏ Sinowa cực kỳ đẹp này thì phát cực kỳ sướng nha, khỏe cực kỳ khỏe luôn. Thì cái dòng này cô chú anh chị muốn lên máy cần thẳng cũng được nha. Đó, mình thay cái phíp ngang vào và mình gắn cái chế 260 vào ha. Chế 260 330 á, chế muốn mua ấy, chế hai kim ấy, xài nó lợi xăng nha. Rồi mua cái bình xăng to ở dưới, bình xăng lớn ở dưới á. Rồi mình lên máy. Ống cần này là ống cần chắc 26 này mọi người, ống cần 26 nha. Ti nó là ti vuông. Đó. Đẹp không? Cái này vệ sinh ra rồi thôi nó màu đỏ không mọi người. Cực kỳ đẹp luôn, nước sơn zin của nó. Còn không thì mình đang dùng ba lô thì mình cứ dùng ba lô thôi mọi người ha. Mình muốn thì lên cần thẳng mình dùng bình xăng trên cũng được. Bình xăng trên của nó thì dung tích của nó chắc phải 1 lít mà rất là đẹp luôn, bình xăng mới tinh, dây mang đồ. Nói chung con này thì cái cần mềm của nó, cần ba lô của nó đầy đủ nha mọi người. Này do cái cần nó em chắc ở ngoài em tháo ra cho nó gọn á. Cần cần đẹp nha, cần đầu bò chén cỏ tay lái đầy đủ hết nha. Đó, về mình dọn đẹp lắm. Con này em bao nòng lửa nha, em bao nòng có lửa ha. Này thì cực kỳ sướng nha, dùng ngon lắm, hơi cực kỳ chắc luôn mọi người. Chắc luôn, lóc máy này về vệ sinh cực kỳ ngon. Rồi, này đủ đồ hết nha, bao hơi có lửa. Này thì em để cho mọi người có một con duy nhất đẹp tuyệt vời, 1,8 triệu bao ship nha. Đó. Anh em về lên cần thẳng em bao ship 1,8 triệu, bao ship bao hơi có lửa nha. Đó, đủ đồ về dọn dùng. Mấy con quỷ này nếu mà đỡ dày ấy, mình về đổ xăng vào vệ sinh chế rồi cho nổ căn chỉnh là chạy zin hết nha mọi người. Rồi siêu đẹp siêu nét này, S35 nha, nè S35 nha mọi người. Đó, 35cc nòng nó 36 liền. Con này thì nó là một gọi là thương hiệu phát khỏe, đánh cướp được ngon lắm.